Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái ngày càng phát huy vai trò quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhiều lao động khu vực nông thôn. Tuy nhiên, nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác đang gặp khó về vốn, nguồn nhân lực và mặt bằng đất đai để mở rộng sản xuất, giới thiệu sản phẩm. Trước thực trạng này, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động nhằm hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác khắc phục khó khăn, vươn lên phát triển ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Rượu nếp cái Hoa Vàng cũng như một số loại rượu khác của hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng, thị trấn Yên Bình, huyện Bình vẫn chưa được nhiều người tiêu dùng biết đến. Cùng với tập trung nâng cao chất lượng mẫu mã sản phẩm, hợp tác xã rượu Mộc Yên Hưng cũng đang tích cực tìm kiếm thị trường, mở các điểm giới thiệu sản phẩm. Nhưng đây cũng là khó khăn mà hợp tác xã đang gặp phải. Ra cái khó khăn thì cũng rất là nhiều, vừa làm vừa nghiên cứu tìm tòi rồi tất cả mọi cái từ ngay từ đầu là bọn tôi đã phải sử dụng từ nguồn nước là cũng phải đi để xét nghiệm đầy đủ tất cả mọi các quy trình rồi mới đưa lên, và sau khi gặp thì nói chung là khó khăn nó cũng có nhiều đấy, rồi thời tiết mọi cái này là nó cũng ảnh hưởng đến chất lượng của rượu, cho nên là cũng phải xây dựng hầm lò nhà xưởng rất là nhiều cái để làm đến đâu nghiên cứu hỏng ở chỗ nào là mình lại phải đầu tư phải xây dựng để cho nó làm sao nó đáp ứng được đủ cái chất lượng cho rượu. Đấy là những cái khó khăn mà khi mình làm mà gặp phải. Thì thực ra sản xuất ở đây thì cũng rất may là cũng được các chính quyền địa phương cũng rất là giúp đỡ ủng hộ cho cái doanh nghiệp để doanh nghiệp phát triển. Hợp tác xã Hoàng Kim, xã Hán Đà, huyện Bình hiện có trên 300 lồng nuôi cá trên hồ Thác Bà với nhiều loại cá có giá trị như cá diêu hồng, cá lăng đen, cá tầm. Sản phẩm cá được tiêu thụ không chỉ trên thị trường trong tỉnh mà còn được bán tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Hà Nội, Hải Dương, Hòa Bình. Ngoài ra, hợp tác xã còn liên kết với công ty trách nhiệm hạn chế biến thủy sản sạch Hải Hà chế biến một số sản phẩm từ cá hồ như xúc xích cá, chả cá, giò cá và ruốc cá. Với việc đa dạng hóa các sản phẩm từ cá nên mức tiêu thụ khá tốt. Trung bình hợp tác xã tiêu thụ gần 5 tạ xúc xích cá mỗi ngày. Hiện hợp tác xã đang mở rộng quy mô sản xuất để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường, đồng thời tiếp tục đầu tư máy móc công nghệ chế biến sâu để sản xuất nước mắm xuất khẩu. Tuy nhiên, hiện hợp tác xã đang gặp khó khăn về đất đai để xây dựng khu chế xuất thủy sản. Trong lúc đầu tư như này thì chúng tôi có gặp rất là nhiều khó khăn. Ví dụ như là có những dự án của tỉnh mà có được hỗ trợ thêm thì chúng tôi tăng được sức mạnh lên nữa để mạnh càng nhiều mạnh hơn nữa. Thứ hai là về đầu tư tại thực tế địa phương ấy, thì cũng rất là mong muốn là các ngành và trong tỉnh cũng như là tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ chúng tôi thêm về cái thủ tục nhanh gọn, về làm thủ tục về cái quy mô. Hiện tại như chúng tôi là đang hoàn thiện được cái dự kiến mặt hồ thì đã được giao và hoàn thiện xong, nhưng còn một cái số về cái như là đất để làm những cái hạng mục phụ thì những cái đất thì là thủ tục vẫn còn chưa được hoàn thiện xong. Cái thứ hai nữa là về chế biến sâu thì cũng mong muốn là tỉnh các ngành quan tâm thêm cho tạo kiện cho đơn vị là sẽ tìm được mảnh đất phù hợp được khoảng 5 hecta để làm những máy chế biến sâu để đảm bảo theo những cái tiêu chuẩn sản xuất cũng như là phát triển mạnh của đơn vị. Thời gian qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ các hợp tác xã. Nhiều hợp tác xã đã được các đơn vị chức năng hướng dẫn xây dựng hồ sơ, kiến nghị hỗ trợ để giải quyết các khó khăn vướng mắc đang gặp phải, hỗ trợ đào tạo công nhân có tay nghề, đào tạo nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho lãnh đạo hợp tác xã, đào tạo kế toán doanh nghiệp, thu hút lao động trẻ vào làm việc tại các hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã thúc đẩy xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ. Trong những năm qua thì chúng tôi đã thực hiện đến bây giờ là riêng cái đề án hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2017-20 thế và cái đề án phát triển hợp tác xã giai đoạn 21-26 của Ủy ban dân của Hội đồng dân tỉnh, thì chúng tôi đến nay là cái công tác hỗ trợ cho các cái hợp tác xã cụ thể được trên 30 cái hợp tác xã được thụ hưởng về chính sách hỗ trợ cán bộ trẻ có trình độ đào tạo từ cao đẳng đại học trở lên thu hút về làm việc tại hợp tác xã, hỗ trợ cho các hợp tác xã thuê cái địa điểm để bán và giới thiệu sản phẩm trong nước, trong tỉnh cũng như là một số địa điểm của ngoài tỉnh. Thì rồi là hỗ trợ đưa các hợp tác sản phẩm của các hợp tác xã lên các cái sàn giao dịch điện tử
của ngành, của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và của Bộ Công Thương. Với sự hỗ trợ tích cực của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các cấp, các ngành nỗ lực phát huy nội lực của các hợp tác xã, kinh tế tập thể của tỉnh Yên Bái đang ngày càng xuất hiện nhiều điểm sáng, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội và giải quyết việc làm cho nhiều lao động địa phương.